Rồi, mến chào anh em đang xem kênh Nhân Chăm Sóc Mai Vàng ha. Chúc anh em xem kênh được vui vẻ cũng như tìm ra được cho mình cây phôi ưng ý trong clip ngày hôm nay anh em. Thì ngày hôm nay á mình không chia sẻ bất cứ vấn đề gì liên quan đến sức khỏe cây mai ha. Mình chỉ làm clip này để giao lưu đến với anh em ba cây phôi mà mình mới tìm được về ha. Thì săn phôi á tìm về mình cũng lấy lại của người ta thôi để kiếm tiền cà phê cùng giao lưu với anh em thôi. Dạo này á tìm phôi tứ quý á thì tìm để mà kiếm ra được một cây coi cho nó được con mắt và giá cả hợp lý thì cũng hơi khó ha. Cho nên là mình lâu lâu mới có được một vài phôi để giao lưu, chứ mình không có bắt bày như lúc ban đầu mà mình làm ha. Bắt bày về ôm rất là nhiều và nó chôn vốn lại á. Cho nên là những cái phôi mà mình sau này mình giao lưu đến với anh em là đa phần là phôi lựa ha. Thì không giống như những kênh khác, mình quay giao lưu đến với anh em chỉ một mình thôi ha. Cho nên các thông số của cây thì mình đã đo sẵn và mình đã ghi vào trong cái sổ hết nha anh em. Hôm nay có 3 phôi thì mình đã đo sẵn và mình ghi vào trong này rồi, vì làm video có một mình á. Còn những kênh khác thì người ta có sự hỗ trợ của người quay rồi người đo thông số thì người ta làm dễ dàng hơn. Bắt đầu tiến hành vào cây số 1 nghe nè. Đây là một phôi mai tứ quý ha. À mà cả 3 phôi ngày hôm nay giao lưu đến với em là đều là phôi tứ quý hết nghe nè. Cây số 1 thì là phôi tứ quý, mình cắt giật cấp lùng lực nghe nè. Có 3 thân như thế này ha. Thì khi anh em chốt thì về ghép cũng rất là tròn cái hình luôn. Đó, còn nói về bộ đế thì cả ba cây ngày hôm nay là đế toàn là mình lựa hết ha. Nhưng mà lựa trong cái mức giá là để mà mình dễ giao lưu á. Mức giá cũng phải chăng anh em, không quá đắt đỏ ha. Mình sẽ xoay kỹ bộ đế cho anh em xem ha. Nói chung bộ đế này nếu mà nói là đế VIP thì cũng chưa phải là VIP lắm. Vì không có một cái gì là đẹp nhất, cũng không có một cái gì là xấu nhất anh em. Nhưng mà với giá cả như thế này vài triệu đồng á, thì bộ đế này cũng đáng được sưu tầm nha nè. Đường thân thì cắt lùng lực thôi. Và đặc biệt mà khi anh em muốn chốt cái phôi số 1 á, mình sẽ gửi miễn phí đến với anh em cái khối bê tông này luôn. Đó, nó ôm cứng ngắc ở đây luôn. Miễn phí nha anh em. Free ha. Cho bộ rễ nó ôm cứng ngắc cái khối bê tông này rồi sao lấy ra. Đùa một tí cho vui nha anh em, chứ cây này thì đế đẹp nha anh em. Dáng thì lùng lực ha, cắt giật cấp 3 bực anh em, ghép vào nó cũng tròn hình thôi ha. Rồi cây phôi tứ quý số 1 có chiều cao là 35 cm ha. Còn bề hoành mình đã đo làm dấu ngay vạch phấn ở trên này nha anh em, không tính vạch phấn dưới. Đó, bề hoành ngay vạch phấn này thì 37 ha. Đó, về hoành mình đo đây, mình xoay tròn để anh em xem ha, đo ngay đây là không thiếu ha. Cây phôi tứ quý số 1 có giá là 4 triệu nha anh em. Riêng phôi tứ quý số 1 này thì với giá 4 triệu mình bao ship toàn quốc luôn ha. Anh em chốt thì chỉ trả đủ 4 triệu cây tới nhà của anh em. Chuyển cây nha anh em. Thì bắt đầu tới cây phôi số 2 và số 3 là mình chỉ bao ship 200 cây số thôi ha. Vì hai cây sau này thì cũng dáng nó cao á. Đó, và phôi cũng tương đối lớn, bầu đất cũng tương đối lớn cho nên bao ship 200 thôi. Anh em nào là có nhã ý thì ở xa nữa thì thương lượng phí ship nha. Cây phôi tứ quý số 2 á là dáng cao ha, dáng lắc nhẹ rất đẹp nha anh em, đường thân á. Nhưng đặc biệt cây phôi tứ quý này thì tai cành nó đều tất cả bốn mặt nha anh em. À, để mình quay từ từ để anh em xem ha, nó đều từ trên xuống dưới luôn, không trống một chỗ nào luôn. Rất là ít gặp cái phôi tứ quý mà nó đều bốn mặt này, nó đều một cách mà nó rất là đẹp nha anh em. Thì mình quay để anh em xem chứ không phải đừng có nghe mình nói không đâu ha. Đó, nó đều tứ diện luôn, cái phôi tứ quý này tai cành tự nhiên mà đều tứ diện luôn. Đó, mình quay đi vòng vòng từ trên mình quay xuống, từ dưới mình quay lên ha. Thì để anh em kiểm tra không có tai cành nào mà trống hết ha, rất đẹp. Bộ tai cành cây này là thuộc dạng VIP đó, thì mình nói kệ mình, anh em tự xem và đánh giá ha.
Theo mình nghĩ vậy thì mình nói vậy thôi, chứ không phải là cái cây của mình là mình tự mình khen đâu. Tay cành là đi giáp một vòng rồi nè, nó rất là đều luôn, nó chỉa hết tứ diện luôn, tay cành phang ngang ra tứ diện. Cây này anh em ghép là mỏi tay luôn á. Cái phôi này là phôi mạnh hoàn toàn, ba phôi là phôi mạnh cực kỳ anh em. Đây anh em xem ha, kiểm tra cái mấy cái mặt cắt của nó là đều nổi chỉ mạnh hết ha. Những mặt cắt cũ thì nổi chỉ hết luôn, còn những mặt cắt mới thì mới cắt một số mặt cắt thì không tính ha. Bây giờ đến bộ đế này nè, bộ đế này thì nó kín hết tất cả các mặt luôn, nhưng mà nói đi phải nói lại bộ đế này là nó đầy đủ hết, nhưng mà không phải là thuộc dạng là đế VIP, đế đẹp. Đế nó như vậy đó, không trống mặt nào ha. Còn mà để mà được đường thân với lại bộ đế này mà nó nơm sớm, mà nó VIP, mà nó tròn đều thì giá của nó chắc cũng khó chịu lắm anh em. Đi hết vòng bộ đế, cây thì nó hơi có giá trị thì mình quay kỹ một tí ha, anh em chịu khó theo dõi. Cái này không có cái đế nào mà dảnh lên hết ha. Đó, ở dưới này có một lớp đế đây nè, nhưng mà không khai thác nữa, khai thác vậy là nó nhiều lắm rồi. Cái này của người ta khai thác thôi, mình lấy làm sao mình giao lưu lại vậy thôi. Rồi, và cây phôi tứ quýt số 2 á, có chiều cao khoảng 1,6 m anh em nè, giót ngọn luôn ha. Đó, chiều cao tính tới mặt bầu. Còn cái thoát thân của nó thì tính tới tay cành số 1 là khoảng chừng 40 cm nha nè. Tới mặt bầu là khoảng chừng 40 cm ha. Tay cành cũng rất là thấp, cũng khá đẹp rồi đây. Còn đường kính của cái bầu này khoảng 65 nha nè. Đường kính bầu đất khoảng 65. Mấy cái này cũng không quan trọng lắm, nhưng mà cây có giá trị thì mình cũng phải báo luôn ha. Còn cái hoành hoành đế thì gần như là hoành bầu á. Hoành bầu cái này đường kính 65 thì hoành bầu khoảng chừng trên 180 anh nè. Các đế lực lực không ha. Còn về hoành đo ngay đây, ngay vị trí vạch phấn này anh em là đúng 37 ha. Mình đo thường thường mình lấy cây của người ta đo 40, mình về đo 37 38 mà không hiểu người ta đo làm sao nữa. Rồi cây tứ quý số 2 có chiều cao là 160, bề hoành 37, có giá là 11 triệu nha anh em. Dưới 11 triệu chắc mình không bán đâu nha, cây này á. Rất đẹp nha anh em, lợp dáng tàng thông luôn. Rồi chuyển cây ha, tiến hành vào cây số 3 là một con trâu cùi luôn. Cây số 3 rất là lớn xác ha. Nhưng mà cây này bề hoành rất lớn ha, mà mình đo cũng chỉ là 46 thôi, còn người ta bán cho mình người ta đo làm sao mà người ta báo mình 50 cây này nè. Để mình quay đường thân tay cành của anh cho cây này cho anh em xem ha. Đó, xem kỹ tay cành cũng có quai chi nhạo ha, mấy mặt cắt này mình mới sửa hết nha nè. Ở trên đây đây các mặt cắt này mình cũng mới sửa ha, anh em đóng vài bo đây là ghép là ra là nó thành hình rất là tròn nha. Trên này có hai tay cành nữa đây, chung nó cũng đã ra dáng rồi nghe nè. Thì về mình chỉ cấy bo vào là để chơi thôi, chơi hoa thôi. Cây này bao anh em là cây mạnh nha, mình bán trên kênh nhà thì không có nói tào lao được nghe nè. Kênh của mình nói không có dám nói bậy để mà mất uy tín của kênh là không không nên ha. Mình đi một vòng để anh em xem cái bộ tai cành của cây ha, để đánh giá được cái cây này tay cành cũng khá là đều, mình ghép vào cũng rất là dễ thành hình chơi ha. Vì những cây của mình là săn về sau này lâu lâu vài ba ngày mình mới săn được một cây thôi, những cây nói chung là sau này mình săn cây cũng hơi khó tánh đó. Đó, một thân một cốt dót lên trên ha. Thì bộ tay cành đó thì nói chung là không có đặc sắc lắm đâu nè, có sao nó vậy ha, nhưng mà rất là dễ thành hình để chơi. Đó, nó như vậy đó. Thì các mặt cắt này thì mình mới cắt sửa lại ha. Còn đây anh em xem ha, mặt cắt cũ mình chưa sửa nè. Đó, kéo chỉ rất là mạnh nha anh em. Đó, nó nổi chỉ như thế này mà anh em về mà trồng mà chết mà bắt bình thường nữa thì nó oan ức lắm đại nhân ơi ha. Rồi, và đến lượt các mặt sẹo cũ mà mình xử lý lại nha anh em. Mình đã làm lại hết rồi, đảm bảo luôn anh em là nó đã sành cứng ngắt hết trơn ha, nó không bao giờ có mục nữa ha. Mình đã cào các vết mục cũ ở cái này, vết sẹo này rất là lâu rồi nè, người ta trồng cây người ta không có xử lý á,
cho nên mình về mình thấy không ổn là mình cào hết, mình xử lý lại. Nó sành hết nha nè, đó hồi trước nó giống như các chỗ này nè, mà mấy chỗ này cũng không cần thiết xử lý đâu. Đó, các cái vết cắt này mình xử lý lại hết, nó kéo chỉ hết nha nè, kéo chỉ từ trước nhưng mà người ta không có cào sạch đó, sợ đọng nước mình xử lý hết, rất là chai sành ha, đảm bảo anh em nha. Và ở trên kỹ rồi á thì bắt đầu đến xuống dưới bộ đế nha nè. Bộ đế cây này khá là đẹp ha, bộ đế cây này rất đẹp nha nè, nói chứ khá lắm, bộ đế cây này đẹp á. Nhưng mà một tí nữa nó có lỗi một tí xíu thì mình quay sau ha, quay đi một vòng bộ đế. Bộ đế cây lớn thì bộ đế cũng nơm như vậy là gọi là khủng rồi, cũng khó mà tìm lắm chứ không phải có đẹp hơn gấp 10 lần này cũng có, nhưng mà thì với cái giá nó hợp lý thôi, miễn sao là giá hợp lý anh em chơi à. Cắm xuống hết nha nè, bộ đế này tương đối tròn đều ha. Bộ đế này có thể là đẹp hơn cây số 2 nhưng mà cộng thì nó cây nói chung mỗi cây mỗi vẻ đó, anh em tự đánh giá và tự suy nghĩ coi mình có nên hay không nên, hoặc nên chọn cây nào nha nè. Nói một cách thực lòng á, nhưng mà cũng có thể có rất nhiều anh em là đang xem clip cho mình nói xạo luôn á, nhưng mà mình nghĩ sao nói vậy thôi ha. Nếu mình có điều kiện mà sân vườn như rộng rãi như các nhà vườn khác thì những cây này là mình không giao lưu đâu nè, mình giữ lại hết ha, tại vì mình rất là thích mai vàng đó. Nhưng mà ngặt nỗi mình không có vườn nên mình giao lưu mình kiếm tiền cà phê thôi đó. Để cắm cắm không không có cọng nào mà treo hết ha. Để mình lấy thước dây ra mình đo cái huỳnh đế này như thế nào ha. Để cái cọng thước dây vào á, thì anh em xem dễ hình dung hơn ha. Nó còn hơn một gang tay của mình nữa. Cái cọng dây này hơn 1,5 m nha nè, 1,5 m tới đây thôi. Thì nó còn thêm một khúc nữa với lại hơn một gang tay của mình nữa thì nó nằm tầm khoảng 1,8 m ha, cái hoành đế ha. Đo sát các cái cọng rễ bên phía bên ngoài. Đo còn hoành đế thôi anh em chứ không đo hoành bầu ra tới ngoài này nha. Hoành bầu cái bầu này nó đào hơi dư rồi đó. Đó, bên này có một chùm rễ thì nó hơi dư ra ngoài nhưng mà kệ, đo tham khảo thôi mà. Quay để anh em xem để kiểm tra khoanh cái thước dây nó như thế nào để anh em tự hình dung và ước lượng. Để nôm khá là đẹp, đương nhiên là nó đẹp trong với cái mức giá này thôi, chứ còn đừng có so với những cây vài chục triệu, 5-70 triệu ăn lên, cây một vài trăm triệu cũng có nha anh em, thì không so nổi ha, không gọi là đế đẹp cây đẹp rồi ha. Đó, hoành thân đo ngang đây á là nó 46 nha nè. Để mình quay một vòng để anh em xem. Hoành này mình đo đi đo lại cũng khoảng chừng nằm 46 thôi. Thì cây nó hơi nghiêng một tí thì đo hơi xiên nha nè. Chứ đo bên này nó hơi xuống chút nữa thì nó chạc lắm. Đó. Thì đo ngay đây là 46 mà người ta đo mà người ta báo với mình là 50 nè. Đó, đo ngay vạch phấn là không thiếu nha nè. Rồi bắt đầu đến tới cái lỗi của cây này là ở cái chỗ cái cọng rễ này nè. Rễ này là mình mới xử lý bằng keo lại ha, nó sành hết trơn rồi nha nè. Nhưng mà hồi trước người ta vì lý do nào đó mà người ta đào mà nó bị lát ở trong một cái khớp. Cho nên nó là ở trong nó không có da nha nè. Có khoảng chừng 2 cm, bề rộng khoảng chừng 2 cm là nó cái lõi ra ngoài như vậy nè. Đó, còn khớp dưới là có da nha. Nhưng mà nó đã sành cứng hết nha anh em, không có mục đảm bảo ha, bao mục là mình bao không có mục gì hết nha anh em, cứng ngắc như cái lõi gỗ luôn. Nhưng cây này khá là mạnh nha anh em, anh em xem từ trên xuống dưới thì không để ý không thấy đâu ha, nhưng mà mình báo thì có trình báo đó hết nha, để tiện sau này mất lòng trước đặng sau. Có anh em thấy lớp da này là có da nha, còn cái ở chỗ này thì nó hơi có lõi gỗ đó. Nhưng mà cái mặt da ở trên thì nó rất là mạnh nha, không có gì cả đâu, nếu mà có là mình báo có hết. Nó lỗi như vậy nó mới có giá nha nè, mà theo mình nghĩ lỗi không bao nhiêu hết đó, mà giá nó rất là dễ mua luôn. Cây này thì có chiều cao là 1,05 m nha nè, với cái giá như vậy. Còn bề hoành thì nãy giờ mình đã nói rồi, bề hoành 46, đường kính bầu khoảng chừng 65-70 đó. Giá cây này là 10 triệu nha nè. Và cây số 3 cũng là cây cuối clip ha.
Và như mình cũng đã nói hồi đầu clip rồi, cây số 2 và số 3 chỉ là miễn phí ship ha, là 200 cây số thôi ha. Còn anh em ở xa mà có nhã ý mà chốt á, thì thương lượng giá tiếp mình phí ship nha nè. Chứ hai cây này nó vừa cao mà vừa lớn vừa nặng, nó bầu đất khá lớn ha, ship nó rất là nặng tiền. Thì hy vọng được sự ủng hộ đến từ anh em. Thôi chào tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo ha. Bye bye.